Đồng hồ Vang Vọng xin được kính chào tất cả các bác. Trong video hôm nay em xin được đưa lên giới thiệu và giao lưu cùng với các bác một chiếc đồng hồ Omega của Thụy Sĩ. Và các bác có thể thấy trên tay em đang cầm đây gồm có một phần đồng hồ nguyên bản toàn bộ mọi chi tiết có trên chiếc đồng hồ này và một tấm thẻ bảo hành quốc tế của chiếc đồng hồ này các bác nhá. Đây là một chiếc đồng hồ có thể nói em sưu tầm ở trong cái tình trạng nó đẹp xuất sắc các bác ạ. Bác nào mà thích hàng xuất sắc để lên tay thì lựa chọn cho em chiếc này luôn nhá. Đây là một chiếc Omega, nó có cái kích thước size mặt là 35,5, một kích thước size khá là lý tưởng để các bác lên tay đúng không ạ? Ở đây thì các bác phải thấy là chúng ta sẽ có một chiếc Omega đề mi đúng không các bác, giữa thép và vàng. Và sẽ có một cái phần đặc biệt ở cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này các bác nhá. Đầu tiên, các bác phải thấy đây, đây là cái tấm thẻ bảo hành quốc tế của chiếc đồng hồ em đang cầm trên tay các bác nhá. Chuẩn số seri của mã vỏ là 602-46632. Thì ở phần đằng sau cái nắp đít của chiếc đồng hồ cũng thế các bác nhé. Đây 602-46632 đúng không các bác, khớp luôn các bác nhé, khớp thẻ chứ không phải là ghép thẻ. Đây chiếc này thì em không nhầm được, người chủ người ta mua vào năm 2000 các bác nhé, đến bây giờ nó được khoảng tầm 22 năm thôi, nhưng mà phải nói là chiếc đồng hồ của chúng ta nó còn đẹp gần như là vừa được mua, đầy đủ thông số các bác nhé, và rep cũng đầy đủ các bác này. Các bác trích trên hệ thống của trang chủ của thương hiệu Omega sẽ là cái mẫu của chiếc đồng hồ em cầm trên tay này, rất là chính thức đúng không các bác, một tấm thẻ bảo hành quốc tế. Còn đây, đây là cái phần đồng hồ em đang cầm trên tay đây. Chiếc này thì em xin phép được giao lưu cùng với các bác là nguyên zin toàn bộ, mắt rất là dài nhá, để các bác lên tay thoải mái. Ở đây theo cái thông số em tìm hiểu ở trên nhà máy thì em biết được thì đây là một chiếc Omega, nó sẽ sở hữu một cái phần kính các bác nhá, kính được làm bằng tinh thể sapphire, thế nên nó sẽ chống xước cũng như là chống phản xạ ánh sáng khi các bác đeo trên tay. Thế nên là các bác sẽ đeo ở ngoài trời nắng thì các bác vẫn không bị gọi là nóa mặt số các bác nhé. Rất là thích đúng không ạ? Đời cao thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết giúp cho chiếc đồng hồ nó thêm phần hoàn thiện hơn để các bác lên tay. Đây, một kiểu dáng rất là đẹp luôn. Chiếc này nó sẽ chạy với cái bộ máy là 1120 và đây là bộ sưu tập Constellation. Và tất nhiên rồi, đối với cái bộ sưu tập Constellation thì chúng ta sẽ có cái chứng chỉ, nó gọi là chứng chỉ chronometer, một cái chứng chỉ rất là quan trọng được cấp bởi các đài Tây Âu. Chứng chỉ này khẳng định đây là một chiếc đồng hồ nó giữ giờ và chạy rất là chuẩn và giữ giờ cho các bác khi các bác lên tay nhá. Dù ở mọi cái phương hướng hoặc là nhiệt độ áp suất nào thì đều có cái sự thay đổi rất là nhỏ để các bác sử dụng. Thế nên khi có cái chứng chỉ chronometer này thì các bác yên tâm sử dụng về cái mức độ thời gian của chiếc đồng hồ này. Đối với chiếc đồng hồ này thì em đang cầm trên tay đây, chỗ nào là vàng sẽ là vàng 18, còn chỗ nào là thép sẽ là vỏ thép các bác nhá. Đầu tiên sẽ có hai nòng mặt số các bác nhá. Nòng số bên trong thì chúng ta sẽ có những cái kim cọc số đặc trưng của những chiếc Omega em đã giới thiệu cho các bác. Còn bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái bộ số La Mã nhá. Đấy, vừa hiện đại vừa có một chút cổ kính tiêu chuẩn đúng không ạ? Và em sẽ mời các bác cùng em đi nhìn qua một chút cái vẻ đẹp của cái bộ mặt số mà chiếc đồng hồ này đang sở hữu. Đây, em đang phóng rất là to nhá. Và em cũng xin phép chia sẻ với các bác luôn là đối với cái phần dạ quang của chiếc đồng hồ này nó còn nguyên và hoạt động bình thường các bác nhá. Các bác có thể thấy là cái bộ kim kiếm nhá, đặc trưng bộ kim kiếm lúc nào cũng là một cái bộ kim rất là nét và đẹp, đến cả bây giờ tất cả các thương hiệu đều vẫn sử dụng cái bộ kim kiếm vì nó tạo nên một cái nét đẹp cho bộ mặt số không thể chê được, và đặc biệt là nhìn rất là nét đúng không các bác. Các bác có thể thấy đây, cái bộ kim của em gần như là không có một cái vết ố nào xuất hiện trên cái phần bộ kim đúng không ạ, từ kim dây hay kim phút các bác nhá, bắt sáng rất là đẹp. Và cái phần giữa đây màu trắng đây sẽ là phần quang các bác nhá, quang chưa bị mốc đấy, nên các bác yên tâm sử dụng. Một cái phần logo nổi các bác nhá và một cái dòng chữ tên thương hiệu Omega. Bên dưới thì chúng em sẽ có đây là cái dòng chữ Constellation, thể hiện cái bộ sưu tập chứng chỉ chronometer automatic, một ngôi sao vàng đặc trưng của đời Constellation. Và góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có cái thông số Swissmade đây, thể hiện đây là một chiếc đồng hồ chính hãng các bác nhá, được sản xuất bởi thương hiệu Omega tại Thụy Sĩ. Ô này góc 3 giờ lịch trắng đen các bác nhá. Và các bác có thể thấy là cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này nó khá là đặc biệt đúng không ạ? Thì các bác hay gặp những chiếc là mặt trắng này, mặt chảy tia này, hoặc là mặt trắng ngào, mặt vàng, nhưng đây sẽ là một cái phần mặt số điều mặt phên, phên có thể gọi là phên kẻ cải caro được các bác nhá. Từng cái chi tiết nhỏ, những cái ô vuông rất là nhỏ được thiết kế một cách hoàn hảo các bác nhá, gần như là cái mặt số chiếc đồng hồ này nó không bị lỗi một phần nào cả, nó là hoàn hảo vì đây là một thương hiệu nổi tiếng mà các bác. Thế nên người ta chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ một các bác nhá, rất là sắc nét luôn, gần như là các bác sẽ thấy được là cái độ tinh xảo cũng như tỉ mỉ của trên cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này.
rất là đẹp luôn. Bộ kim cọc số bắt cạnh các bác nhá, không ố nên nó sẽ giúp cho các bác bắt sáng màu vàng rất là tốt, đặc biệt là trên nền trắng này càng nổi bật hơn các bác nhá. Đấy, đấy là sơ qua một chút về cái thông số của cái phần mặt số các bác ạ. Núm zin các bác nhá, núm zin chúng ta sẽ có biểu tượng hình omega đây. Và đối với chiếc này nó đã có sản xuất năm 2000, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có chống nước là một này, và cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái gì ạ, hacking stop là một cái chế độ rất là tốt để các bác điều chỉnh thời gian nhá. Đó là khi các bác rút chốt chỉnh giờ ra thì kim dây của chúng ta sẽ dừng lại để các bác có thể là chỉnh đúng với cái thời gian thực trên điện thoại của các bác. Đấy, đây là cái điểm thứ hai. Và đây, và có thể nói đây là một chiếc đồng hồ em sưu tầm được trong cái tình trạng là nguyên bản, chưa qua một chút spa gì cả, nên các bác có thấy là cái phần vàng cũng như cái phần thép nó còn chạy nguyên tất cả mọi cái sớ đầy đủ luôn các bác. Đây là cái phần số 5 mã các bác nhé, xem qua một chút cái phần số 5 mã trên chiếc đồng hồ này, rất là đẹp đúng không các bác, từng chi tiết đều sắc cạnh luôn. Thiết kế hai bên hông chúng ta sẽ có 4 miếng vàng được kẹp vào hai bên đối diện nhau để giữ cho cái phần niềng này nó thêm phần chắc chắn các bác nhé, và giúp cho chiếc đồng hồ nó thêm phần sang trọng. Đấy, các bác có thể thấy là cái phần sớ chạy vòng tròn quanh cái niềng nhá. Còn đối với phần dây thép thì chúng ta sẽ có chạy sớ ngang đi thẳng xuống theo cái phần bộ dây. Đây là bộ dây đấy các bác nhá. Tất cả mọi thứ còn nguyên sớ đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Phần khóa, chúng ta sẽ có một cái phần khóa bấm nhá, và có cái biểu tượng logo hình omega bằng đúc 18K đấy các bác này, rất là nét luôn. Còn bên trong đáy các bác nhá, xem qua một chút về phần đấy. Vì đây là một cái phần dây thiết kế co giãn ở cái phần khóa nên khi các bác đeo vào rất là dễ nhá. Đối với các bác tay hơi to một chút, nhưng mà cái phần bàn tay của các bác nhá, nó hơi to, khi các bác vào sẽ bị vướng ở phần bàn tay chỗ nằm khớp tay này, thì các bác sẽ sử dụng cho em cái phần rút ra của bộ dây này rất là dễ, nhưng mà đóng vào thì nó vẫn vừa đủ với cái vòng tròn tay của các bác khi lên tay. Đây, đây là cái phần nắp đáy của chiếc đồng hồ nhá. Đã là đời công tê thì tất nhiên rồi, chúng ta phải có cái gì ạ? Đó là cái biểu tượng đài thiên văn 8 ngôi sao. Một cái nơi cấp cái chứng chỉ cho monometer cho chiếc đồng hồ này. Thông số mã vỏ nhá. Và người ta khắc triện ngày kỷ niệm, em không nhầm thì đây là một chiếc đồng hồ được một công ty ở đó tặng cho người nhân viên kỷ niệm, có thể là người ta đặt cái gì đó. Kỷ niệm là người ta khắc luôn trên phần nắp nít này các bác nhá. Đấy, rất là rõ nét thông số các bác nhá. Và đây là một chiếc đồng hồ được em sưu tầm từ bên nước ngoài về, rất là đẹp luôn, thiếu mỗi cái phần hộp nữa thôi các bác ạ, vì đây là một chiếc đồng hồ nguyên bản thôi, còn nguyên thẻ. Thế nên đây là một chiếc rất là đáng để các bác sử gọi là nên tay sở hữu. Bác nào mà đang thích những chiếc đế mi là một này, thích cái chế độ chronometer hay là muốn chống nước thì hãy chọn cho em chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì em đang hiện tại đang trưng bày ở cơ sở Hà Nội. Bác nào muốn sở hữu mời các bác liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947 để vang vọng hỗ trợ các bác nhiều hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.